Siro Bimbi Appetito, siro ăn ngon ba tác động, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Hai vợ chồng có gọi là hưởng tuần trăng mật vô tình thì có tin vui đến vợ chồng em. Chồng em thì rất là vui nhưng em thì hơi bàng hoàng một chút. Cái nữa em lo nhất là thời điểm đó là em không có thu nhập. Khi mình mang thai nó hay bị cảm giác bị stress và kiểu muốn được cảm giác được quan tâm nhiều hơn. Và anh thì giai đoạn đó là anh hay đi chơi. Thật sự thời điểm đó là em bị stress rất là nặng. Thậm chí đôi khi nhốt mình trong phòng và khóc. Mang bầu bé thứ hai là em chỉ test thôi và không có đi khám bất cứ một bệnh viện hay là bất cứ ở nơi nào hết. Em sanh bé, kinh tế thì không có, thì bắt đầu là em đi sanh ở bà mụ thôi chị. Chứ em không có sanh được ở trong bệnh viện. Tại vì bệnh viện thời điểm đó là chi phí nó quá cao. Vừa sanh xong là anh xã em có bạn gái. Tức là cô này ở bên Canada là mối tình đầu của anh. Khi đó em khá là sốc. Tuy nhiên đối với góc độ ở chồng em thì em có một cái cách xử như thế này là em không có cản đường nhận lối em đi. Tức là em vẫn cho anh đi đến với người ta. Nhưng khi anh quay lại thì chắc chắn mẹ con em không còn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tâm Tình Bỉm Sữa ở phiên bản chat với mẹ bỉm sữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần trên kênh HTV9. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Fito Bimbi Appetito, siro ăn ngon ba tác động được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng chương trình. Và thưa quý vị, người bạn đồng hành với Ngọc Lan không ai khác đó chính là tiến sĩ tâm lý Tô Nha. Hi, chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chào chị và hello em bé. Lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau, một tuần rồi đúng không? Bây giờ thì xin mời em bé hãy đưa khách mời bước vào trong gian bếp này nào. Rồi, chào bạn. Xin mời mẹ bỉm của chúng ta giới thiệu về mình nào. Xin chào chị Ngọc Lan, xin chào chị Tô Nha. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Kim Mai, hiện đang làm CEO tập đoàn dược mỹ phẩm Corostar. Đến đây với vai trò là một bà mẹ bỉm sữa thì là mình đang có mấy con nè? Dạ, hiện tại bây giờ là em đang có 3 con. Bé lớn của em là 18 tuổi. Bé thứ hai là sinh năm 2008. Bé thứ ba là hiện tại đang học lớp 3, 10 tuổi. Ừ, rồi, vậy thì cái dấu ấn 18 sinh. Tuổi. 18 tuổi là 19 năm. Dạ. Rồi nhớ không? Dạ nhớ ạ. Bây giờ cái ngày đầu tiên mà mình phát hiện ra mình có em bé nó diễn ra như thế nào? Cái thời điểm mà năm em lập gia đình á là năm em mới vừa tròn 18. Ông xã em lại hơn em 10 tuổi. Cho nên là cái góc độ khi em chuẩn bị mang thai em không có sự chuẩn bị. Thời điểm đó là em còn khá là non nớt trong cái việc mà chuẩn bị cái thái độ làm mẹ. Nhưng mà ngược lại thì chồng em khá lớn tuổi cho nên là anh thì rất là nôn con. Tới 6 tháng rồi không có thì lúc đó chồng em mới kêu là tháng này mà em xem không có nó thì thôi mình đi khám và xem nguyên nhân do là gì. Vào dịp Tết hai vợ chồng có gọi là hưởng tuần trăng mật vô tình thì có tin vui đến vợ chồng em. Ngày đó nó như thế nào mà em biết là mình có em bé? Kiểu cảm giác người em rất là bồn chồn, khó chịu lắm. Mẹ em là single mom nuôi em từ nhỏ cho nên là kiểu mình đi lấy chồng có một mình mẹ cho nên cái kiểu mà cảm giác nôn á, mình em cứ lo nhà em có việc. Nhưng mà thấy thì cũng trễ kinh cho nên em mới test ra thì thấy được dấu hiệu đó. Em mới báo chồng em. Chồng em thì rất là vui nhưng em thì hơi bàng hoàng một chút. Nói chung là thời điểm đó em rất là kiểu mới lớn cho nên là cái giai đoạn mình giống như là một cái duyên gì đó, tiếng sét gì đó nó đến là em quen ông xã em trong vòng 8 tháng là em cưới thôi. Chứ em không có nghĩ được rằng là bản thân mình lấy chồng xong mình phải lập gia đình rồi mình phải sanh con và đẻ cái. Nói chung là nhiều thứ em không có dự định trước. Và cái nữa em lo nhất là thời điểm đó là em không có thu nhập. Cho nên cái nhiều góc độ về cái tiếng nói hay là mọi thứ em nó hơi bị gọi là khó khăn trong giai đoạn đó. Em sợ là sanh con ra rồi tiền đâu để mình lo cho con rồi và mọi thứ, tức là em là người lo xa. Chứ không phải là em không sẵn sàng mà là mình lo lắng về tương lai. Dạ, dạ. Nhưng mà rồi chuyện gì tới nó cũng phải tới thôi, rồi cũng phải đón nhận nó. Dạ. Sau một cái cú sốc nhẹ nhẹ khi mà biết mình có thai và sau một chuỗi cái sự lo lắng đó của em thì cũng phải tiếp tới những cái tháng ngày gọi là mang bầu nè, rồi dưỡng thai nè. Một cô gái 18 tuổi em có phải đối diện với lại những cái vấn đề về ngén hay không, về thay đổi tâm lý hay không? Nếu góc độ ngén thì thật sự em trộm vía em rất là khỏe, em không có bị ngén. Được cái mẹ chồng em rất là thương em, nhưng mà có cái chồng em thì thương em nhưng mà thương không có bày tỏ. Mọi thứ là anh hơi cứng,
và giống như là không có kiểu là em ơi hôm nay ăn gì. Nói chung là người phụ nữ mà khi mình mang thai nó hay bị cảm giác bị stress và kiểu muốn được cảm giác được quan tâm nhiều hơn. Và anh thì giai đoạn đó là anh hay đi chơi, thật sự thời điểm đó là em bị stress rất là nặng, thậm chí đôi khi nhốt mình trong phòng và khóc. Em có nói với ông xã không? Thời điểm đó tiếng nói em không có, cho nên là em mới khóc với mẹ chồng em. Ông luôn kỳ ghê, tự nhiên không bắt người ta có con đã rồi cứ hay đi chơi. Dạ. Tức ghê á. Em lúc kia em cũng buồn, em nói là anh ơi, anh hình như anh đang là trai tân thì phải. Tại vì khi mà cái thời cảm giác người phụ nữ mang thai rất là cần sự quan tâm. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà kiểu như là em thèm gì thì mua, chứ không phải là em hôm nay cảm giác thế nào, có mệt hay là không. Nói chung mọi thứ em được sự quan tâm của mẹ chồng em là nhiều nhất trong giai đoạn đó. Kinh tế là khó khăn cho nên là em cũng không có đi khám thai định kỳ thường xuyên. Chỉ có là đi siêu âm để cho biết thai thuận hay không. Và chỉ có đi siêu âm ở các nơi ví như ở trạm xá, ở bệnh viện huyện thôi, chứ cũng không có đi ở những các nơi giống như hiện tại bây giờ các bà mẹ đang được hưởng những cái ưu đãi. Fifo Bimbi Appetito, siro ăn ngon bay tác động, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Vậy thì dấu hiệu đi sinh là gì khi mà mình cũng không phải thuộc dạng là đi khám định kỳ để rồi biết được là 3 ngày nữa, 5 ngày nữa rồi có sự chủ động? Em nhớ rất là rõ là lúc đó là em buổi sáng em ra huyết hồng trước 2 tuần sau với dự xong. Lúc đó là chồng em không có ở nhà và ba chồng em là người chở em đi xanh. Kiểu lúc đó hơi tuổi chị, tuổi thì không có chồng. Không có chồng. Dạ. Vô là lỡ hai xăm, nhưng mà nó chỉ đau từng cơn thôi chị. Nó nhập viện lúc 7 giờ sáng mà nó đau từng cơn, nó kéo em tới 12 giờ đêm em mới bắt đầu xăm bé. Lúc mà em khỏe em đau từng cơn là lúc đó em còn thấy mấy bà bầu kiểu đi khó khăn, em còn đỡ hỗ trợ người ta. Cái mẹ em nói là đau đẻ là đau kiểu bóp cây sắt nó còn mềm nữa. Mẹ em nói ủa sao em không có cảm giác đó. Cái đến khi em đau em thề với chị luôn là em kiểu rằng là em bỏ xung quanh cái phòng xanh. Cô y tá nói đừng có bò nữa, nói chung là nó rất là nguy hiểm tại vì vi khuẩn á, nó sẽ vô. Tại lúc đó em chia sẻ thật luôn là em không mặc quần. Em không có gọi là cái cảm giác là xấu hổ lúc đó luôn, thật sự là không xấu hổ. Cái bác sĩ la là mặc tả vô đi, dơ quá. Đang mặc thì bác sĩ nói thôi đừng mặc nữa, leo lên bàn xanh luôn đi. Cái kiểu cảm giác lúc đó là giống như một con gà chị. Con gà là được lên đẻ là lên ổ thôi. Cho em xé luôn chị, em xé cái quần giấy luôn, em xé là và em leo lên thôi. Và bác sĩ đỡ em và ra được thì bé thì 3,5 kg nhưng mà mẹ thì mỏ máu không à. Lúc đó em cắn môi chị, em cắn môi mà ra mẹ em nhận em không ra luôn. Đầu thì xù lên như vậy. Trời ơi. Dạ. Chồng em lúc đó ở đâu? Dạ, ở ngoài chờ xanh chị. Lúc mà ngồi chờ ở bên ngoài cái phòng xanh khi chưa được vào, cái sự tương tác giữa em với chồng em diễn ra như thế nào, hay em ôm cái cơn đau đó một mình? Dạ em ôm một mình. Thời điểm đó là chồng em cũng hơi ngại vì thấy máu ra nhiều. Với thì ra thì anh cũng có xoa lưng thôi. Em nói chung là em đau quá thì kêu gì thì chồng em làm đó. Nhưng mà kiểu cũng không có, giống như là cũng chắc chưa có kinh nghiệm, cho nên là anh cũng hơi ngại. Lần đầu tiên thấy con như thế nào em? Hạnh phúc chị. Tóc bé nhiều lắm, nhiều quá trời là nhiều luôn. Cho nên là chắc biết vậy là mình sẽ sanh sớm hơn, chứ mình không do dự hay là để lại là vậy. Dạ. Nhưng mà bé đầu thì được cái là cháu nội đầu tiên, cho nên ông bà nội rất là cưng. Nếu vậy thì trong cái quá trình mà em chính thức cái công việc là mẹ bỉm sữa đó, tức là sau khi xuất viện mình về nhà mình chăm con, thì là có được rất là nhiều cái sự hỗ trợ của ông bà. Dạ, nếu mà góc độ đó em bị không may mắn một điều là mẹ chồng em lúc đó bị mổ u nang, cho nên là mẹ phải nằm bệnh viện. Thời điểm đó em đang làm dâu, mà gia đình em thì khá là nghèo, cho nên nếu mà nói đủ điều kiện để em con về mà nuôi thì khó. Cho nên mẹ phải là nấu với em ngoài nhà chồng. Em nhớ rất là rõ cái thời điểm đó là mẹ em ra và lo rất là nhiều thứ. Và em cũng không có tiền để mình có thể mình lo trong cái giai đoạn đó để cho mẹ mình tốt hơn. Nhưng mà mình biết được rằng là không còn sự chọn lựa nào khác. Cho nên là
thời điểm đó là ngoại chủ yếu là ngoại lo cho em trong lúc thai sản. Lúc mà mẹ ra chăm mình ở nhà chồng á, thực sự lúc đó có khi nào Mai cảm thấy hối hận vì mình đã lấy chồng quá sớm không? Dạ có chị, có. Tại vì lúc đó là em có nói với mẹ em á, em là Úc, mẹ em khổ từ nhỏ cho nên là em nói mẹ em là con không lấy chồng sớm đâu. Mà em cũng không hiểu lý do tại sao mà đùng một phát em lấy chồng luôn. Cái đó gọi là định mệnh hay là do duyên số em cũng không hiểu. Chồng em là người cũng biết sống chị, nhưng mà anh thì kiểu hơi vô tư một chút thôi. Cưới xong rồi anh kêu là em xem mẹ ở trong đó coi có khó khăn gì hay không, đám cưới có bị nợ nần hay không, mình xem mình bán vàng ra để hỗ trợ mẹ lúc giai đoạn đó. Cái thứ hai nữa, em cũng may mắn là ba mẹ chồng em rất là biết. Chồng em thời điểm đó rất là mê chơi, cho nên là về cái vấn đề về tài chính hay vấn đề về tiền nong hay vấn đề về cách hướng dẫn cho em là cái cách mà làm sao để quản lý được tài chính được tốt hơn, làm sao để nắm được tiền chồng. Tại thời điểm đó em lấy chồng em nhớ rất là rõ là em đi làm không dám lấy 50k bỏ vô túi, sợ người ta nghĩ là mình đem tiền về cho mẹ mình. À dạ, em rất là sợ. Mẹ chồng em có nói là cái gánh vác của gia đình đó là do người vợ, và tiền bạc có được hay không là do công việc con quản lý. Người ta sẽ không trách chồng con là như thế nào, nhưng người ta trách người vợ là tại sao làm hoài mà không thấy tiền. Áp lực em càng nhiều hơn trong cái giai đoạn đó là tại vì vừa con nhỏ, vừa sữa rồi tạ bỉm, mà em nuôi bé đầu em rất là khó chị. Bé khóc đêm từ 1 tháng tới khi 3 tháng luôn. Khóc đêm suốt, mà mỗi lần mà tới đêm đến đó chị là kiểu ám ảnh luôn. Là ở nhà hai vợ chồng em, ba mẹ chồng em là đứng bốn góc khóc mà sáng mới bắt đầu ngủ. Thì bắt đầu sáng hôm sau là mình phải làm việc rất là nhiều thứ, cứ đêm là bắt đầu là chăm con. Cho nên thời điểm đó em gọi là vừa chết về cái kinh tế, vừa con cái rất là bệnh. Tiền vàng, thật sự ra vàng cưới thời điểm đó con bệnh lại bán hết luôn, cứ bán để lo cho con. Nếu như mà mọi chuyện nó khó khăn đến như vậy thì việc xuất hiện của bé thứ hai là sau đó là 4 năm. Bé thứ hai là em ngoài ý muốn. Lúc đó bé thứ nhất mấy tuổi rồi? Dạ được gần 2 tuổi. Gần 2 tuổi thì mình biết tin mang bầu bé thứ hai. Dạ buổi sáng hôm đó thì em cũng cảm giác người nó cũng có hiện tượng giống bé đầu. Và em bắt đầu em đi mua que em test. Khi em mua que em test thì em bị sốc. Tại vì thời điểm đó là kinh tế thì chưa đủ, mà chồng em cũng chưa có lo làm ăn, và em chưa đau vào đâu hết. Cho nên là giai đoạn này mà có thai nữa thì thật sự lại càng áp lực hơn. Và tiền đâu để nuôi con. Nói là lần đầu rõ chị nét hơn thuần là một cái cô gái mới lớn. Ủa tự nhiên có bầu. Rồi giờ ủa sao? Sao ta? Nhưng cái nỗi lo này là nỗi lo của một bà mẹ đã trải qua quá trình chăm con và hiểu rằng một em bé sẽ có nhu cầu gì. Rồi cái trải nghiệm thai kỳ, rồi đời sống gia đình, nó buộc mình phải đối diện với những vấn đề vật chất như thế nào. Cho nên nỗi lo lần này thực sự là một nỗi lo nó quá rõ nét, nó quá lớn. Dạ, nếu trong góc độ ba bé thì bé thứ hai là bé thiệt thòi nhất. Thứ nhất là em không chuẩn bị tinh thần để em đón bé thứ hai. Cái thứ hai là thời điểm đó gia đình em gặp rất là nhiều việc, đặc biệt là trong chuyện vợ chồng. Có rất là nhiều mâu thuẫn, có rất là nhiều cái sự éo le trong cái việc đó. Mà bản thân em thời điểm đó là em đang mang bầu bé thứ hai mà em tự tử. Em cắt tay em. Và thật sự là em cũng không nghĩ rằng là bản thân mình tại sao phải làm như vậy. Cái đỉnh cao về cảm xúc, về suy nghĩ, cái điều gì nó đã xuất hiện tại cái thời điểm đó để mình chọn cái hành động? Dạ lúc đó hai vợ chồng em mâu thuẫn khá là lớn. Lúc đó là chồng em không tin em. Không tin kinh tế hay không tin phẩm hạnh của em? Dạ không tin phẩm hạnh. Nhưng mà em đang có bầu mà. Dạ. Dạ. Anh nghi đó không phải con anh hả? Dạ không phải, tại vì lúc đó là em nhớ là một cái tin nhắn điện thoại là cũng của một người bạn thôi chị. Nhưng mà anh lại không có kiểu tin em thời gian đó. Và em thì nói mà không tin thì kiểu mình sẽ bị căng, bị uất ức. Dạ em bị uất ức. Thì chỉ còn một cách chọn con đường cuối cùng là em chết đi để cho họ tin, lấy được cái sự trong sạch của em hiện tại. Lúc đó kiểu mà mình không có suy nghĩ tới con mình luôn. Không suy nghĩ là các như vậy sẽ ảnh hưởng tới con hay là hai mẹ con sẽ như thế nào. Thì anh họ em là người qua đưa em đi cấp cứu. Chồng em đâu? Lúc đó vẫn chưa xuống để kiểu để quan tâm vợ, vẫn chưa.
vẫn giận, kiểu vẫn là nghĩ rằng là lúc đó em vẫn là người sai, vẫn chưa là đúng. Hai vợ chồng chắc giận nhau một tuần. Em thì em không có nói gì hết, nhưng được cái ba mẹ chồng em cũng khuyên, cũng la chồng em ra mọi thứ thì cũng tác động nhiều vào. Rồi thì cũng về nhưng mà tới cái giai đoạn mà em sanh bé, kinh tế thì không có, thì bắt đầu là em đi sanh ở bà mụ thôi chị. Em đi sanh ở bà mụ thôi chị, chứ em không có sanh được ở trong bệnh viện. Tại vì bệnh viện thời điểm đó là chi phí nó quá cao. Bà mụ thì chi phí thời điểm đó em nhớ là 1.150.000. Hãy sanh năm đi về á, mà cũng được trộm vía là bé thứ hai sanh rất là nhanh. Sanh cỡ khoảng 1 tiếng mấy là em xong hết, xuôi hết luôn rồi. Em phải hiểu là 2008 thì cái khái niệm đi sanh bà mụ nó đã là một cái khái niệm mà nó xa xôi lắm rồi. Đúng rồi. Nó là một khái niệm mà không ai nghĩ tới nhiều lắm đâu. Nhưng mà rõ ràng đó là người ta cũng nhắc tới với một cái tâm thế chia sẻ là nó khổ quá, nó sinh mà nó phải như vậy. Chứ cũng không phải là cứ đi sinh thì tới bà mụ giường là sinh. Thì sinh con ra có khỏe không? Dạ bé trộm vía bé được 3.7 kg. Đấy. Dạ. Dạ rất là khỏe, được cái dạ con em nuôi con rất là khỏe. Thời điểm đó là em vừa sanh xong là anh xã em có bạn gái, tức là cô này ở bên Canada là mối tình đầu của anh. Khi đó em khá là sốc vì em nghĩ là tại vì nó phát hiện ra lúc em đang ở trong tháng, em là người sanh con cho họ, sanh cháu cho ông bà nội mà em lại bị kiểu cảm giác như vậy, thì lúc đó em khá là sốc. Khi em phát hiện được ra là lúc đó em nhớ rất là rõ là em được con em được 1 tháng 18 ngày, thì lúc đó cũng non lắm chị. Em về em mét hết ba mẹ chồng em. Em mét là em nói là tại sao ba mẹ chồng coi xử anh sao, chứ con lại như vậy vậy đó mà anh lại đối xử với con như vậy. Thì ba mẹ chồng em cũng khá là thương em và biết con sai, cho nên là ba mẹ chồng cũng la. Tuy nhiên đối với góc độ ở chồng em thì em có một cái cách xử như thế này là em không có cản đường nhận lỗi em đi, tức là em vẫn cho anh đi đến với người ta, nhưng khi anh quay lại thì chắc chắn mẹ con em không còn, là em sẽ không cản bước anh. Thì khi anh suy nghĩ được rằng là gia đình vẫn là tốt nhất, và anh có một cái sự gọi là xin lỗi và sửa chữa cái lỗi lầm đó, đó là một trong những cái gọi là cái vết mà em có tiếng nói hơn, gọi là 0.1%. Trong cái vấn đề gì em cũng có một tiếng nói hơn một tí, chứ còn trước đó thì kiểu em không có tiếng nói, em không có tiếng nói trong gia đình. Tới bé thứ ba thì lúc đó là em vẫn đang mang quán cà phê, nhưng mà có một cái là cách nhau khoảng 6 năm. Thì thời điểm đó là thật sự ra chồng em rất là thích con trai, và gia đình chồng em là một trong những người mà rất là mong cháu được tôn. Tại vì trai một cho nên em cũng hơi áp lực. Thì cũng may mắn chị ạ. May mắn thì bé thứ ba thì nó đổi đầu con lại ở con trai. Cho nên là chồng em thay đổi về cách sống, thay đổi về cách nhìn nhận và thay đổi mọi thứ. Cho nên là khi mà phát hiện ra thì chồng em cực kỳ vui. Và anh có một cái sự thay đổi. Thay đổi không phải là khi phát hiện ra bé trai, mà có những cái biến cố trong gia đình là khi em trai của anh ấy mất. Tại vì anh rất là thương em trai của anh, cho nên là khi em trai anh mất là một trong những cái cú sốc của anh. Thế thì bầu bé thứ ba nè, là sau 6 năm em mang bầu trở lại, thì cái câu chuyện bầu bí lần này nó có vấn đề gì xảy ra với em không? Hay là nó cứ suôn sẻ giống như là 2 lần đầu? Dạ em ăn nhiều chị. Dạ em lên tới 28 kg. Wow. Dạ em gần 80 kg khi em đi sanh. Bầu bé thứ ba thì nó khác hơn bé trước nhiều cực kỳ. Em thèm đồ ăn mặn và xấu ăn lắm. Ăn lãng tham cực kỳ. Với như sáng mà em đi ăn một tô phở về xong mà em mua thêm một bịch nữa để 9 giờ em ăn. Em không ăn là em đói là em ói. Có hôm thì em nhớ là em đem về thì chồng em nói là ủa mua cho anh hả? Kêu dạ không, em mua để dành 9 giờ em ăn. Biết giờ ăn luôn. Dạ em rất là thèm ăn. Đôi khi 1 kg thịt luộc ra em luộc lên em chấm nước mắm em ăn hết chị. Dạ và gà cũng vậy, gà luộc cũng vậy. Nhưng mà có một cái là lúc đó là em nhớ là khi 12 tuần á, em đi đo mỡ da gáy thì bác sĩ có phán là con em bị có nguy cơ bị đau cao. Dạ, lúc đó em sốc. Thời điểm đó là em mới 28 tuổi thôi. Em nói là mình chưa đủ 30 mà tại vì sao lại bị như vậy. Thực ra em không phải lo cái vấn đề gì hết, nhưng mà em lo cái giai đoạn đó là con em ra ngoài nó sẽ không bằng bạc bằng bè.
nó sẽ bị tủi thân, nó sẽ bị miệt thị và rất là nhiều thứ, nhiều cái mắt nhìn vô bé. Cho nên em cực kỳ lo. Có anh bạn em nói là thôi hai vợ chồng lên tự vũ đi, chứ đôi khi mình cứ xét nghiệm lại một lần nữa cho chắc và an toàn. Và ngày hôm sau là 3 giờ sáng, hai vợ chồng dậy đi xe máy. Mà em nói thật chị, em vừa đi em vừa niệm Phật. Đi từ đâu lên? Em đi từ nhà em ở Đồng Nai, Trảng Bom. Đi xe máy đi lên tới Từ Vũ. Em lên đó em chỉ thấy có một số bé nó đang bị tình trạng giống con em lúc đó. Em nhìn bé mà em khóc thôi. Em khóc và chồng em cũng nói là thôi, từ từ rồi tính. Khi xét nghiệm thì lại thì đến khi 10 ngày sau nhận kết quả, em không là người vô Nhật. Em không dám đối diện với sự thật vì em lo. Thì chồng em vô thì kết quả là nó không bị gì hết. Tỷ lệ nó 1/1000 lực, chứ không phải là giống như bác sĩ chữa cho. Em may mắn và em có nguyện là nếu như con em không có gì thì em sẽ khám và sanh trên đó luôn. Em đi khám thai, cứ định kỳ đi khám. Em không biết Sài Gòn. Em nói với chồng em là giờ đi kiểu gì và đi làm sao. Tại vì chồng em lúc đó công việc cũng phải ở nhà, phải kiếm tiền. Nếu mà đưa em đi nữa thì thành ra thì chi phí nó quá nhiều và cũng không ai ở nhà kiếm tiền được. Cho nên là một mình em đi. Thì chồng em nói rằng là thôi em cứ đi, tiền để hai túi, mất một túi còn một túi, còn mất hết thì bắt taxi về trả tiền. Thì em đi khám một mình. Em khám tới cái giai đoạn sanh luôn. Dạ gần sanh là bé hơn 4kg. Và khi đi sanh thì cũng có hai mẹ con đi thôi. Mà lúc đó lại bị tủi thân, tại vì chồng không đi theo. Bác sĩ nói là nở hai phân rồi nhập viện đi. Là lúc đó em cũng sanh trước 2 tuần dự sanh. Cho nên là em nhập viện mà khi cầm cái điện thoại lên nhắc với chồng em là bác sĩ kêu nhập viện mà em tủi thân em khóc. Tại vì lúc đó kiểu mình có một mình á, mà mẹ em lại đi theo bệnh nhân nhưng mẹ em chỉ có giữ đồ thôi. Tất cả giấy tờ em phải làm. Mẹ em không có biết bệnh, tại vì bệnh viện nó lớn quá, mẹ em rất là sợ. Cho nên là em vừa đi mua cơm cho mẹ em, vừa đi phải đi giấy tờ, dạ lo giấy đủ tờ hết. Xong rồi là đi vô nhập viện. Vô sanh thì em nhớ là 7 giờ sáng em đi vô rồi. Nhưng mà sanh lần này thì công nghệ hơn, là em được truyền cái nở tử cung á. Dạ đi truyền, như em thấy truyền nửa trai là em có những cơn gọi là đau dồn rồi. Khi đó đau dồn em nhớ là cứ một lần đau như vậy á, đau to thì em cứ kêu là bác sĩ ơi thì bác sĩ sẽ vô khám. Cứ một lần đau nhiều thì em kêu to thì bác sĩ vô khám thì nở được 1 phân. Sau khi đó là nở được 5 phân rồi. Là đau quá rồi, em chịu không nổi rồi. Mà lúc đó là em nhớ là khi đó sanh kiểu bụng nó thì quá to. Mà em chỉ nằm ở trên cái bàn sanh và em phải dạng hai cái chân vịt nữa. Trời, cái cảm giác em bị nghẹn thở, bị nó rất là khó thở và không chịu nổi nữa rồi. Thế mà nói là bác sĩ ơi em chịu không nổi nữa rồi. Bác sĩ mới chạy vô, bác sĩ kêu là chuyển sang mổ gấp, bé bị ngợp rồi. Trong đầu em lúc đó em chỉ sợ con em chết thôi. Em không có sợ gì hết. Mà lúc đó là em nhớ là em mới nở 5 phân mà chuyển sang mổ gấp, mà em đi vô trong phòng mổ rồi á. Nói bác sĩ ơi em mắc rặn quá, vô trong phòng mổ rồi em vẫn còn mắc rặn. Bác sĩ nói rằng là nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, là hai câu là em mê man không biết gì hết rồi. Đến khi 8 tiếng sau em mới ra phòng gọi là phòng hồi sức á. Lúc đó lạnh lắm chị, lạnh kinh khủng luôn. Và em nhớ chị lúc rất là rõ là mẹ em nói là nhà xác nó lạnh lắm. Trời ơi. Em nói là nhà xác nó lạnh lắm. Mẹ cứ nhìn xung quanh là em thấy ủa sao mà toàn là khăn trắng không à. Em cứ cảm giác là em đang ở trong đó thôi. Nhưng mà trên em thì có một cái túi nước nó đè cái bụng em xuống, tại vì tử cung em nó quá cao. Em tỉnh thì bác sĩ có tới hỏi thăm, em hỏi là con em đâu rồi. Bác sĩ mới nói là con em ở trong phòng hồi sức, ở trong phòng của các bé. Em vẫn im nhưng mà em vẫn chưa tin. Con em ở với ai? Ai cho bé bú? Và được mấy ký? Cái xong rồi bác sĩ mới nói là được 4.2 kg. Y tá cho bú và một bé trai rất là kháu khỉnh. Trời ơi, khi đó là em mới yên tâm. Và đi ra phòng hồi sức, khi em nhớ là đưa ra ba chồng em nhận, ba chồng em nhìn thấy ba chồng em hết hồn. Ba chồng nói thôi đừng đẻ nữa con. Khi mà cháu ra thì khá là khỏe, nhưng mẹ lại không khỏe. Mẹ lại bị thiếu máu á chị, bị em bị làm băng trong phòng mổ. Tức là lúc đó là bác sĩ đã truyền máu để cứu lấy mẹ rồi. Đến khi ra rồi được vài hôm nhưng mà máu hồng cầu vẫn không lên được. Và em không mất khỏe.
bác sĩ mới kêu em truyền máu. Lúc đó thì em cũng không hiểu là cái cơ chế truyền máu nó sẽ như thế nào, mà em chỉ nghe các chị em giường kế bên nói thôi chị ơi chị đừng truyền máu, vì truyền máu là sau này nó vô máu trầm cảm, máu điên á, là chị rất là mệt. Em lo chị, em lo. Trời ơi, tôi tức hai cái bà chế đó quá trời quá đất rồi. Em lo mà xong rồi bác sĩ nói là thôi bây giờ nếu như em không chịu truyền máu thì kêu chồng em lên ký xác nhận sau này có vấn đề gì thì bên bệnh viện không chịu trách nhiệm. Cái hôm đó là em đi siêu âm. Đi siêu âm thì vô trong thang máy vô tình hai bác sĩ bàn luận về cái ca của em. Nhưng mà không biết em đang ngồi trong thang máy. Sao cái bệnh nhân đó lại như vậy? Máu truyền vô rồi để nuôi, nếu như không nuôi tử cung thì nó sẽ sau này tóc sẽ về, sẽ tóc sẽ bạc. Máu không lên nuôi nổi cái tử cung thì mẹ sẽ có hiện tượng sẽ bị mất và rất là nguy hiểm tới mẹ. Và em cũng không nghĩ là nó nguy hiểm tới mức độ đó. Sáng hôm sau thì trưởng khoa của cái khoa em nằm á, xuống tư vấn em, cũng phân tích ra cái góc độ nó nguy hiểm trong cái quá trình mình không có truyền máu như vậy. Cho nên là em quyết định em ký giấy em truyền. Nhưng mà trong quyết định của em thì khi đó em cũng nói là thôi bây giờ cầu xin trời đừng có cho con máu trầm cảm, máu điên cho con một cái máu mạnh mẽ, để con mạnh mẽ trong vấn đề tình cảm với trong cái việc mà mình cố gắng để mình nuôi con mình. Đó là thời điểm đó là em trong cái cửa sinh tử mà em vẫn nguyện như vậy. Mà thật sự là như là nó hiệu nghiệm. Khi đó ba bé thì cái áp lực kinh tế nó càng nhiều. Bé thứ ba thật sự ra bé cực từ nhỏ với em. Vừa ra tháng là em bắt đầu em làm việc rồi, chứ em không có được kiên cự giống người khác. Tới bé được 9 tháng chị, em mới bắt đầu là em thấy kinh tế nhà không ổn. Em mới nói với chồng em là thôi em chắc em đi buôn bán quần áo, chứ em thấy như vậy thì nó quá khó khăn. Dành dụm được một số tiền ít, bắt đầu em chuyển sang kinh doanh. Năm 2019 là em nhớ không lầm là em mua được một miếng đất 560m² ở mặt phố. Khi em mua miếng đất đó là hai vợ chồng cũng dành dụm để mua và thuận lợi, cho nên là mọi thứ kinh doanh đối với em nó rất là đến với em rất là dễ dàng. Từ một người mẹ biển mà không biết gì hết về kinh doanh, mà em kinh doanh em làm một tháng em kiếm thu nhập rất là khủng trong cái giai đoạn đó, mà em nói chồng em không tin luôn. Về và khi mua đất xong rồi em nói anh ơi xây nhà đi, anh nói là tiền đâu xây giờ em. Anh không tin là em xây nhà, thì khi đó là 8 tháng sau em xây nhà được hơn 2 tỷ. Đồng thời với xây nhà thì em mở một cái siêu thị mini, một bách hóa tổng hợp là nó cũng 2 tỷ rưỡi. Sau đó thì 8 tháng sau thì em mua xe luôn. Thực sự ra cái giai đoạn em lập gia đình thì nó khá là sớm. Nhưng mà để được như cái góc độ như ngày hôm nay, em nghĩ là nó là một quá trình của một sự hy sinh của một người phụ nữ. Có thể rằng là nếu đối với người khác ở trong giai đoạn của em chắc chắn là sẽ bỏ cuộc. Nhưng mà em nghĩ được rằng là em là cảnh người sống không cha từ nhỏ, cho nên là em hiểu được cái cảm giác được rằng nếu như con không cha sẽ bị thiếu thốn đến mức độ nào. Cho nên là em rất là cố gắng để mình duy trì. Và hiện tại bây giờ chồng em rất là ủng hộ em về cái công việc. Có một cái không may mắn là năm vừa rồi hai vợ chồng bị một cái biến cố lớn, hiện tại chồng em không đi được. Hai chồng mình mới đi du lịch về, bệnh đó chị. Sau khi đó rồi mổ, em phải ở trên bệnh viện hơn 4 tháng trời để nuôi chồng. Cũng có một cái may mắn là khi em làm công việc kinh doanh này thì nó có một cái thuận lợi là em đi đâu em cũng điều khiển được trên cái chiếc smartphone. Cho nên kinh tế thì nó không suy sụp, nhưng bản thân em thời điểm đó em suy sụp. Em nói em mất hết tất cả. Tại vì đi 4 bệnh viện chị, đi 4 bệnh viện và cứ hai vợ chồng cứ lay lắt thôi. Và cứ làm sao, tại vì mổ đi mổ lại tới 5 lần, cái tinh thần em rất là xuống. Nhưng mà em nghĩ được rằng là cái điều gì quan trọng nhất giai đoạn này đó là tiền. Cho nên em cố gắng và em cố gắng động viên tinh thần chồng em. Tới giai đoạn hiện tại thì anh chưa đi được, nhưng mà em vẫn rất tích cực để cho anh có một cảm giác an toàn nhất. Và các con em cũng vậy. Những tưởng đâu nó sẽ mỉm cười chị ha.
nhưng mà vẫn chưa, chị nghĩ là cũng không sao đâu, tại vì bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái thử thách thì em cũng đã vượt qua được rồi. Thì đây chị nghĩ chắc là một cái thử thách lớn, hy vọng đó là thử thách cuối cùng của hai vợ chồng và của bản thân em nữa. Có thể thấy thì thực ra cái câu chuyện của bạn mang đến cho chúng ta ngày hôm nay nó không phải là sự khó khăn đơn thuần của một bà mẹ bỉm sữa. Nó có những cái thông điệp rất là đáng giá cho các bạn. Thứ nhất, hôn nhân nó không phải là cái câu chuyện cứ tới tuổi rồi lấy chồng. Gì thì gì, ai bước vào rồi thì cũng phải đi tiếp, nhưng hãy cẩn trọng khi bước vào. Và cái thứ hai đó là cái sự chỉnh chu về mọi thứ để chúng ta quyết định một cái gì đó, đặc biệt trong đó là cái chuyện sinh con. Đó là một câu chuyện cực kỳ quan trọng. Rồi bây giờ thì tới cái chuyên mục là mẹ bỉm nhắn gửi. Dạ, em cũng muốn xin nhắn gửi đến tất cả những mẹ bỉm bản thân Mai cũng không có lường trước được bất cứ một điều gì đó xảy ra đối với cuộc sống của chính mình. Cho nên điều đầu tiên nhất chúng ta phải chuẩn bị luôn mọi mặt, và thứ nhất là tự chủ về kinh tế. Cái thứ hai, đừng dựa dẫm vào bất cứ ai, vào chính bản thân mình, và phải luôn có sự chuẩn bị. Điều thứ hai thì Mai xuống, em cũng xin cảm ơn tới người mẹ của em, là người đã hy sinh cho em cả cuộc đời, dành cho em rất là nhiều yêu thương. Cũng cảm ơn với chồng em, là người đã chịu thay đổi, đã người luôn động viên em trong rất nhiều hoàn cảnh và nhiều giai đoạn. Điều còn lại em cũng xin cảm ơn tới gia đình ba mẹ chồng em, cũng luôn động viên em trong những cái giai đoạn mà em khó khăn nhất. Cảm ơn em rất nhiều. Chương trình cũng có một số phần quà dành tặng cho em. Một phần quà đến từ nhà tài trợ đó chính là sản phẩm Phyto Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động, được chiết xuất từ 100% thảo dược châu Âu, giúp trẻ ăn ngon tự nhiên, tăng cường tiêu hóa hấp thu, bổ sung vi chất từ thực vật. Sản phẩm nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi, vị ngọt thanh dễ uống. Nhà tài trợ xin tặng thêm cho bé một ba lô gấu Phyto Bimbi, ba lô xinh xắn dành cho bé mang đồ đi học, đi chơi nè. Đây là cốt súp gà, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Dạ em cảm ơn. Em có phần quà gửi đến hai chị ạ. Wow, dạ. Cảm ơn em. Chị xin đại diện cho hai MC nhận món quà này của em nha. Hy vọng uống vô thì đẹp da. Dạ. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 21:15 trên kênh HTV9 vào thứ tư hàng tuần. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Phyto Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì Ngọc Lan và chị Tô Nha xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.